Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 105 Bài toán này thầy minh họa cho phần liên quan đến xếp bình cho C Mà các bạn sinh năm 2004 bắt đầu chúng ta làm quen với este nâng cao Ở bài toán này thực sự rất là cơ bản à, Hy vọng chúng ta có thể hiểu cái tư duy để chúng ta định hình nó à, Thứ nhất là este này của thầy là no và đơn trước rồi Như vậy các em lấy chất nhỏ nhất là HCOOCH3 chất nhỏ nhất của thằng thứ hai là ST của thầy là ST2 chức ST2 chức của thầy và han côn kế tiếp để no ST này là ST no 2 chức luôn như vậy kết quả các em có COOCH3 tất cả hai lần các em phải nhớ chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng bởi vì các em để các em tính được cái Cmin của nó thế thì cái bọn này của thầy đem làm sao à, khối lượng là 20,88 gam đem kết quả đốt cháy lên oxy của thầy là bằng 0,75 CO2 và nước Nước của thầy chia ra là 0,66 Như vậy các em dồn chất để tính số mol luôn Vì nó là no hết Do đó các em dồn thế nào cũng được Đó COO của thầy này C và H2 thầy dồn theo kiểu này Thì kết quả là thầy có là gì Tại sao dồn theo kiểu này Bởi vì cái COO này là không cháy Chỉ có C, C và H2 cháy thôi Thì cái này của thầy là 0,66 cái này dùng số liệu oxy các em tìm ra được C có thể bằng 0,42 còn tìm như nào thì bây giờ thầy không giải thích nữa. Bảo toàn khối lượng các em tìm được COO của thầy là 0.33. Cái này các em xử lý thật gọn. Giống với lại phần thầy bấm vào vòng thi ấy. Đó, bấm máy tính sự kiện luôn. Đến đây rồi thì không có gì khó khăn cả. Các em lấy 0.66 trừ 0.42 thì ra cái số mon của cái este của thầy. Tức là tổng số mon của este. Đó, còn nếu bạn đây là các em lấy 0.66 nhá trừ đi 0.42 0,66 trừ 0,42 chính là 0,24 vì lý do là este no do đó cái gốc này no do đó các em lấy nước trừ CO2 chính bằng số mol của este đó nhưng mà thầy không khai thác điểm đó mà thầy khai thác quan hệ mol để các em hiểu dễ hiểu hơn thì CO2 các em tìm tổng C là 0,75 các em lấy 0,33 cộng 0,42 vì các em biết rõ số pi rồi, do đó là thằng này có pi bằng 1 thì CO2 trừ nước bằng 0 này pi bằng 2 thì CO2 trên nước chính bằng số mol của nó. Vậy thầy lấy 0,75 trừ 0,66 thì suy ra cái ETA hai chức này của thầy có số mol bằng 0,09. Thầy bảo toàn COO thầy tìm ra được số mol ETA số 2 này còn lại là 0,15. Đó, kết quả các em cộng vào mà xem vẫn bằng 0,24 như thường. Đây các em có này. Lấy 0,66 trừ 0,42 chính bằng 0,24 đó là tổng số mol ETA đó. Đến đây rồi thì các em không có gì phải băn khoăn nữa rồi, quen thuộc rồi. Các em tính C2 thừa ra sẽ bằng 0.75 trừ đi Cmin là 0.15 nhân với 2 trừ đi 0.09 nhân nhân thầy với 4. Kết quả thì bằng là 0.09 luôn. Bằng 0.09 thì các em rất đơn giản thôi, bắn vào đây một C nữa. Như vậy cấu tạo của nó sẽ có dạng là COOCH3 và COOCH3 để đảm bảo rằng ACH5 à, để đảm bảo nó thu được hai rượu kế tiếp thì chỉ của cấu tạo này thỏa mãn mà thôi số mol của thầy đây là 0,09 biết rồi số mol này là 0,15 biết rồi như vậy kết quả muối của thầy sẽ thu được gồm có hai muối muối bé nhất là HCOONA số mol là 0,15 muối thứ hai là COONA tất cả hai lần số mol là 0,09 người ta yêu cầu là tìm A trên B như vậy kết quả các em có 0,15 x 68 chia 0,09 x 134. Kết quả bấm ra thì các em có sấp xỉ là 0,845. Và đáp án gần nhất phải là đáp án A rồi, 0,8. Thầy có là đáp án A. Ok rồi, đúng với đáp án của đề là ok rồi.